Hình như là tao đã thấy qua ngôi nhà này rồi. Con nghĩ chỉ là sự trùng hợp thôi. Một lần á thì gọi là trùng hợp, nhưng mà mơ tới lần thứ tư thì phải giải thích làm sao đây? Vợ tôi mới mổ trái tim đấy, không chịu được mấy trò đùa như thế này đâu. Cô mà thấy tim không? Tôi tình hôn cho cô có một sự giật mình nhẹ thôi. Anh nhà cô làm cho tao có sự hoảng sợ nặng luôn. Cô chính là người đang mang trong mình trái tim của vợ tôi. Bây giờ thì con đã hiểu tại sao mấy ngày hôm nay con cứ nằm mơ về ngôi nhà này. Chị Phương không muốn em rời khỏi căn nhà này cho đến khi em biết được mọi chuyện. Em dường như không kiểm soát được bản thân mình. Hai người đang làm cái gì đấy? Tụi nó tính hôn nhau đó. Tôi biết rồi. Không biết rồi sao con hỏi? À, cô chồng. Khi nào à? Tại mình cũng còn heo nhỏ quá không?